Chuyện tôi mơ tưởng anh trai kế Chu Tự Ngôn không phải là một điều bí mật. Vào ngày sinh nhật, tôi chế trụ cơ thể anh, chắc chắn là do say rượu đến quên cả trời đất. Tôi quên mất cái đêm điên cuồng đó đã xảy ra như thế nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, cả hai người đều không mảnh vải che thân, quần áo thì vương vãi ở khắp mọi nơi. Chu Tự Ngôn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, anh nhắm mắt kéo tôi vào trong lòng thì thầm dỗ dành. Sao dậy sớm thế? Còn đau lắm không? Xin lỗi, hôm qua anh hơi mất kiểm soát một chút. Hơi mất kiểm soát một chút thôi sao? Tôi sắp kiệt sức đến nơi rồi. Lợi dụng lúc Chu Tự Ngôn lại ngủ thiếp đi, tôi vội vội vàng vàng thu dọn mọi thứ có liên quan đến mình và chạy ra khỏi căn phòng. Lúc Chu Tự Ngôn mua nhà, anh có để lại cho tôi một phòng, trong đó đều là quần áo của tôi. Tôi tùy tiện lấy chiếc váy cao cổ mặc vào rời khỏi nhà anh, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Tôi không biết đêm qua Chu Tự Ngôn đã nhầm tôi với ai, nhưng mà tôi biết nếu anh biết rõ người đó là tôi thì chắc chắn anh càng thêm ghét bỏ, không có chuyện qua đêm với tôi đâu. Nghĩ đến điều này, trái tim tôi đau đớn như bị dao cứa. Lúc mẹ tôi đưa tôi vào nhà họ Chu, tôi 5 tuổi, còn Chu Tự Ngôn 11 tuổi. Tôi luôn luôn khao khát Chu Tự Ngôn, còn anh thì ghét bỏ tôi. Đã có lần nhiều người trêu chọc về mối quan hệ giữa chúng tôi trong một buổi tiệc. Chu Tự Ngôn cầm ly rượu cúi đầu, làm cho người ta không thể nhìn ra cảm xúc. Anh thấp giọng hỏi lại: "Không cảm thấy như thế rất kinh tởm sao?" Câu nói đó tình cờ bị tôi nghe thấy. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra tình yêu thầm kín mà tôi tưởng rằng đã che giấu kỹ, anh đều biết hết. Không chỉ biết mà anh còn cảm thấy kinh tởm vì tình yêu đó. Cho nên tôi tuyệt đối không để anh biết người qua đêm cùng với anh là tôi. Tôi tìm đến bạn thân Tống Châu, bảo cậu ấy nếu có ai hỏi thì cứ nói là tôi đã ở cùng với Tống Châu suốt đêm qua. Trong điện thoại, mẹ tôi gửi tin nhắn hỏi tại sao hôm qua không về nhà. Chu Tự Ngôn cũng gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại. Chắc là anh không nhận ra điều gì đâu, đúng không? Tôi cắn răng chuyển khoản cho Tống Châu 10 vạn. Giả làm bạn trai của tôi một thời gian đi, để giúp tôi thoát khỏi sự nghi ngờ. Nhìn thấy tiền, Tống Châu lập tức đồng ý. Buổi tối tôi đưa Tống Châu về nhà, chỉ là tôi không ngờ Chu Tự Ngôn cũng ở nhà. Sau khi trưởng thành, anh dọn ra ngoài, anh hiếm khi nào về nhà. Lần này anh lặng lẽ ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí, nghe tiếng mở cửa anh mới ngẩng đầu lên. "Về rồi đấy à?" Nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông, tôi sợ đến mức mềm nhũn cả chân, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "À, vâng, anh." Nghe thấy như vậy, Chu Tự Ngôn mím môi, ánh mắt rơi vào cánh tay của tôi đang khoác tay Tống Châu. Áp lực xung quanh tự dưng giảm xuống. Tôi vừa định giới thiệu, mẹ tôi đã đi từ trên lầu xuống. "Sao cả đêm qua không về nhà, cũng không thèm nghe điện thoại? Con có biết là mẹ lo lắng cho con thế nào không? Ở bên ngoài nguy hiểm biết bao nhiêu." "À, mẹ, đêm qua con ở cùng với Tống Châu, có gì đâu mà nguy hiểm chứ." Lời nói của Chu Tự Ngôn định phát ra đã bị tôi cắt ngang. Anh nuốt ngược nó vào bên trong. Sự tuyệt vọng khó nắm bắt thoáng qua trong đôi mắt anh. Anh ngẩn người lúc lâu, như thể vừa nhận ra điều gì đó, nụ cười trên môi càng thêm chua chát. Mẹ tôi thì lập tức phản ứng: "Con nói con và Tiểu Châu sao?" "Dạ thưa dì, con và Tuệ Tuệ đang quen nhau ạ." Tống Châu đúng là làm việc vì tiền có khác, rất nhanh nhẹn. Nghiêm túc giơ cánh tay nắm chặt 10 ngón của chúng tôi lên, đưa cho mọi người cùng xem. Mẹ tôi vốn dĩ rất thích Tống Châu. Lúc tôi còn nhỏ, bà nói đùa với mẹ của Tống Châu rằng sẽ định hôn ước cho tôi và cậu ấy. Nhưng mà sau đó, giấy hôn ước được coi là tín vật định tình đã bị Chu Tự Ngôn không cẩn thận làm mất. Hai gia đình cũng chỉ coi đó là chuyện đùa, không bao giờ nhắc đến nữa. Tống Châu được giữ lại ăn cơm. Trên bàn ăn, bầu không khí rõ ràng là không được bình thường. Tôi có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng Chu Tự Ngôn, chỉ có thể không ngừng gắp thức ăn cho Tống Châu để chuyển hướng sự chú ý. Cuối cùng thì bát của Tống Châu đầy ắp thức ăn,
ăn mãi không hết. Chu Tự Ngôn lạnh lùng lên tiếng. Cậu ta không có đũa sao? Sao em không đút cơm vào miệng cậu ta luôn đi? Vẫn là những lời lẽ độc mồm độc miệng, không gần gũi như bình thường vang lên. Chu Tự Ngôn vốn không thích tôi, thế nên anh cũng không thích người thân thiết với tôi là Tống Châu. Tôi vừa định phản bác thì chú Chu đã lên tiếng. Con thì biết gì, một người độc thân muôn năm như con làm sao hiểu được thói quen của các cặp đôi yêu nhau. Tuệ Tuệ đã có người yêu rồi, khi nào con mới dẫn về một cô gái cho chúng ta xem mắt đây? Việc thúc giục Chu Tự Ngôn kết hôn là chủ đề bất biến. Nó thường xuyên được lặp đi lặp lại trong ngôi nhà này. Trước đây mỗi lần như vậy, Chu Tự Ngôn đều bỏ đũa đi thẳng. Nhưng mà lần này anh chỉ cúi đầu xới cơm trong bát. Cảm thấy bầu không khí căng thẳng, mẹ tôi mau chóng mở lời để xoa dịu. Tiểu Ngôn đã có kế hoạch của riêng nó. Đúng rồi, hôm nay Tiểu Ngôn về nhà, không phải là có chuyện lớn muốn nói sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Chuyện lớn gì vậy chứ? Tôi cũng cảm thấy tò mò. Chu Tự Ngôn cuối cùng ngẩng đầu lên, nhưng mà ánh mắt lại thẳng tắp nhìn tôi, rồi chuyển sang Tống Châu ở bên cạnh tôi có chút do dự. Cuối cùng anh nói, là con nhầm lẫn thôi, bây giờ không có gì nữa. Vất vả lắm tôi mới diễn xong vở kịch này. Trở về phòng mình, khóa trái cửa, tôi ném mình vào bồn tắm, quá mệt mỏi. Nhìn những vết đỏ loang lổ trên cơ thể không thể nào tẩy sạch mà tôi khóc không ra nước mắt. Chu Tự Ngôn có phải là chó không? Sau khi tắm xong là 11 giờ tối, tôi có thói quen uống cốc sữa trước khi đi ngủ. Ở dưới tầng không bật đèn, mẹ và chú Chu đã đi ngủ cả rồi. Tôi vừa định bật đèn thì tự dưng có một lực rất mạnh kéo tôi tới, ép tôi vào tường. Đêm qua, em thực sự ở cùng với Tống Châu sao? Chu Tự Ngôn cao 1m87, vì thường xuyên tập thể hình nên vai rộng, eo thon, dáng người cực kỳ tốt. Anh dễ dàng bao vây lấy cơ thể tôi. Trái tim tôi vốn đã loạn nhịp, bây giờ gần như ngừng đập rồi. Tôi bị hành động của anh dọa cho sợ hãi. Không biết anh say hay là tỉnh, chỉ biết toàn thân anh nồng nặc mùi rượu, xen lẫn cả sự nguy hiểm nữa. Khi mà cúi đầu xuống, ánh mắt anh nhìn tôi đầy dò xét. Tôi sợ bị phát hiện ra nên cứng đầu cứng cổ mà đối đầu với anh. Đúng vậy, nếu không tin, anh có thể tự mình đi hỏi Tống Châu. Dù sao thì anh cũng say rồi, không biết người qua đêm cùng anh là tôi đâu. Nhất định không được thừa nhận trước mặt anh. Người đàn ông có vẻ không ngờ tôi cứng rắn như thế. Bàn tay anh nắm cổ tay tôi chặt hơn, làm tôi suýt nữa kêu lên. Anh ghét tôi đến mức này rồi sao? Thả em ra đi, anh say rồi đấy. Anh không say, bây giờ anh đang rất tỉnh táo. Cả người anh tràn ngập sự đau buồn. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông, lười để ý đến trò say xỉn của anh. Nhưng vừa bước chân lên cầu thang, tôi đã bị anh ôm ngang người rồi kéo xuống. Anh lúc nào cũng có thể dễ dàng khống chế tôi như vậy. Đầu anh tựa lên vai tôi, giọng nói khàn khàn. Anh hỏi em thêm một lần nữa, em nghĩ rằng đêm qua ở cùng em là Tống Châu sao? Tôi không một chút nào do dự gật đầu. Tất nhiên. Tốt, tốt lắm. Em giỏi lắm, trình tuệ. Cuối cùng thì anh cũng buông tôi ra, không quay đầu mà rời khỏi nhà. Sau đó Chu Tự Ngôn không nhắc đến chuyện đêm trước nữa, có lẽ là anh đã quên rồi. Nhưng ngay khi mà tôi cho rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, tôi nhận được tin dữ. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi đã mang thai được 1 tháng. Đứa trẻ này là con của Chu Tự Ngôn. Tay tôi run lẩy bẩy, làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Đã thế, bác sĩ khám cho tôi lại là Từ Thần, bạn thân của Chu Tự Ngôn. Anh Từ Thần, anh đừng nói chuyện này với anh trai và mẹ em nha. Nếu Chu Tự Ngôn suy ra từ đứa bé mà biết người đêm đó qua đêm với mình là tôi, có khi anh tức giận đến nỗi cả hai mẹ con tôi đều gặp nguy hiểm mất. Bác sĩ trẻ đẩy kính lên, mặt nghiêm trọng. Chuyện mang thai là chuyện lớn như vậy, làm sao mà em có thể giấu được?
Mẹ em không biết em đã có bạn trai sao, Tuệ Tuệ? Mẹ biết, chỉ là biết không đúng thôi. Nếu mẹ biết tôi mang thai, họ sẽ tưởng rằng đứa trẻ này là con của Tống Châu. Em sẽ tự có kế hoạch của riêng mình. Khi còn có cơ hội, tôi sẽ bỏ đứa bé, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Tử thần nhận ra ý định của tôi, anh ấy nói. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của em, không thích hợp để bỏ đứa bé, sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất em nên thông báo cho gia đình. Rời khỏi bệnh viện, tôi cảm thấy cả người mơ mơ hồ hồ. Về đến nhà, tôi vùi đầu khóc suốt đêm. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi quyết định nếu không thể bỏ đứa bé này, vậy thì tôi sẽ sinh nó ra. Có điều tôi phải rời khỏi tầm mắt của Chu Tự Ngôn. Tôi nói với mẹ là muốn ra nước ngoài vài năm. Mẹ tôi không nghi ngờ gì mà đồng ý. Chỉ là vào ngày ra sân bay, dường như tôi nhìn thấy Chu Tự Ngôn. Nhưng khi nhìn kỹ lại, lại không thấy bóng dáng của anh đâu. Có lẽ do tôi quá căng thẳng mà nhìn nhầm. Đến nước ngoài, tôi thuê bảo mẫu chăm sóc tôi suốt ngày suốt đêm. Cuộc sống của tôi khá thoải mái. Đến ngày sinh con, tôi đau đến ngất xỉu, chết đi sống lại. Nghe nói tôi mất rất nhiều máu, suýt nữa thì mất mạng. May mà phúc lớn mạng lớn, hai mẹ con đều bình an. Y tá nói với tôi rằng tình huống lúc đó rất khẩn cấp. Có một người đàn ông Trung Quốc tự xưng là chồng tôi ký vào tờ thông báo phẫu thuật. Nghe nói anh đã chờ bên ngoài phòng phẫu thuật cho đến khi mà có tin tức an toàn thì mới rời đi. Tôi chẳng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đó là sự giúp đỡ giữa những người đồng hương nơi xứ xa. Tôi đặt tên con là Trình Thiện, biệt danh là Đậu Đậu. Đậu Đậu lớn lên từng ngày, đôi lông mày giống hệt Chu Tự Ngôn, cả tính cách cũng giống, mới 3 tuổi mà đã lúc nào cũng lạnh lùng. Đứa trẻ mới 3 tuổi bắt đầu chê cái tên Đậu Đậu thật là trẻ con. Cô bé hàng xóm cùng tuổi thích cậu bé, tuy ngoài miệng cậu bé bảo không thích, nhưng mà vừa quay đầu là chuẩn bị sẵn bánh dâu tây nhờ tôi dẫn sang nhà hàng xóm để chơi với cô bé kia. Đúng là cái đồ nói một đằng là một nẻo. Đậu Đậu sắp tròn 3 tuổi, đến lúc phải đi học rồi, tôi quyết định đưa con trai về nước. Trước khi về, tôi nhắc đi nhắc lại với con. Nếu như ông bà ngoại hỏi, thì con cứ nói rằng ba con đã mất rồi, con nhớ chưa? Vâng, mẹ cứ yên tâm. Nhưng tôi không ngờ, người đến đón tôi ở sân bay không phải là mẹ tôi, mà là Chu Tự Ngôn. Mấy năm không gặp nhau, anh càng ngày càng thêm trầm ổn và điềm tĩnh. Anh mặc áo khoác dài, dáng người cao ráo, đứng giữa đám đông ồn ào, anh nổi bật như hạc giữa bầy gà. Anh cũng thấy tôi và bước tới. Theo phản xạ, tôi kéo Đậu Đậu ra đằng sau lưng mình. Anh, lâu quá rồi không gặp. Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bé ở đằng sau lưng tôi. Đậu Đậu rụt rè kéo áo tôi. Mẹ ơi, chú ấy là ai thế ạ? Chú là... Tôi vội vàng lên tiếng. Đây là anh trai của mẹ, con nên gọi là cậu. Cậu. Đậu Đậu còn chưa kịp gọi xong, Chu Tự Ngôn đã bế cậu bé lên chăm chú quan sát. Anh hơi nhíu mày. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Không ngờ Chu Tự Ngôn chỉ nhéo má của con trai tôi. Giống hệt mẹ con hồi còn nhỏ. Thật vậy sao? Làm tôi sợ muốn chết. Thấy anh không có ác ý, Đậu Đậu không sợ nữa mà nói. Con là con của mẹ, chắc chắn giống mẹ rồi. Nhưng mà con không biết con có giống ba không? Ba con mất rồi. Mắt của Đậu Đậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Trẻ con không hiểu thế nào là cái chết, chỉ biết từ nhỏ đã không có ba. Nghe thấy chữ mất đó, Chu Tự Ngôn liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt không rõ ý nghĩa. Giây tiếp theo anh thì thầm vào tai của Đậu Đậu một câu. Nghe như vậy mắt Đậu Đậu sáng quắc lên. Có thật không ạ? Cậu không bao giờ nói dối trẻ con. Tôi muốn biết họ nói gì với nhau, nhưng mà Đậu Đậu kiên quyết phản đối. Nó nói đó là kế hoạch bí mật giữa nó và cậu, không thể nói cho tôi biết. Giữa Đậu Đậu và Chu Tự Ngôn thì có thể có bí mật gì cơ chứ? Về đến nhà, đúng như dự đoán, tôi bị mẹ cho một trận no đòn.
chuyện lớn như sinh con mà tôi lại chẳng nói với người thân. Đúng là tôi đã cứng cánh rồi. Mẹ tôi vừa hận vừa tức, nhưng khi nghe Đậu Đậu gọi là bà ngoại thì khuôn mặt u ám đã nở ra nụ cười tươi tắn ngay lập tức. Bà liên tục gật đầu đáp lại. Theo như câu chuyện tôi bịa ra, ba ruột của Đậu Đậu đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp đăng ký kết hôn. Tôi đã bị mắng suốt cả buổi chiều. Cuối cùng là chú Chu ra mặt hòa giải. Thôi thôi, không sao đâu, đừng mắng nó. Bình an trở về là tốt rồi. Cuối cùng cũng được ăn tối. Ở nước ngoài tôi đã mong nhớ bữa cơm này từ lâu lắm rồi. Đậu Đậu cũng không giấu nổi sự phấn khích với bàn ăn lạ lẫm. Cậu bé chỉ vào đĩa tôm ở bên cạnh đòi ăn. Không được ăn đâu, con bị dị ứng hải sản. Ăn vào sẽ phải đến bệnh viện đấy. Trẻ con, đứa nào cũng sợ bệnh viện. Ngay lập tức cậu bé xỉ mặt xuống, ngoan ngoãn gắp miếng thịt ở trong bát. Mẹ tôi nói, Đậu Đậu và Tiểu Ngôn đều dị ứng hải sản. Sau này mẹ sẽ nhắc dì Lưu chú ý lúc nấu ăn. Tôi nghe như vậy giật mình trong lòng, lén lút ngước mắt lên nhìn Chu Tự Ngôn ở phía đối diện. Không thấy có gì khác lạ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích. Trẻ con bị dị ứng hải sản là chuyện rất bình thường thôi ạ. Chú Chu lại bổ sung thêm một câu. Cả hai đứa nó đều thuận tay trái kìa. Mẹ tôi lại phụ họa. Thì cháu giống cậu mà. Nói thì nói như vậy, nhưng tôi và Chu Tự Ngôn có quan hệ máu mủ gì đâu. Cháu giống cậu kiểu gì được. Đúng đúng, nhìn kỹ thì Đậu Đậu có chút giống Tiểu Ngôn lúc nhỏ nha. Hai người càng nói, sau lưng tôi lại càng chảy ra mồ hôi lạnh. Hai người này đừng nói nữa có được không? Đừng gợi lại nữa. Tôi sắp không thể diễn tiếp được rồi. Chu Tự Ngôn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh nhìn Đậu Đậu rồi lại nhìn sang tôi. Biết đâu ba của Đậu Đậu có nét giống con thì sao? Tôi giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hùa theo. Đúng đúng, khá giống ạ. Thật sao? Chu Tự Ngôn kéo dài âm điệu hỏi lại một câu. Tôi không dám nhìn anh, chỉ đáp. Thì đúng là như vậy mà. Khó khăn lắm mới trôi qua bữa cơm. Tôi gần như chạy trốn. May mà diễn xuất của tôi tốt, Chu Tự Ngôn không có gì nghi ngờ. Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, tôi lo lắng Đậu Đậu vừa trở về có chút chưa quen nhà mới, sợ cậu bé ngủ một mình sẽ sợ hãi. Tôi chủ động đề nghị để bé ngủ cùng với tôi, nhưng mà Đậu Đậu lại lắc đầu. Con muốn ngủ cùng ba. À không đúng, con muốn ngủ cùng cậu. Cậu con bận làm việc lắm, con sẽ làm phiền cậu con nghỉ ngơi. Tôi vẫn cảm thấy có chút lo sợ trong lòng, không muốn để cho con trai ở gần Chu Tự Ngôn quá nhiều. Hơn nữa Chu Tự Ngôn vốn ghét trẻ con. Hồi nhỏ tôi sợ sấm sét, mà mẹ đi công tác không có nhà, tôi ôm gối sang phòng bên cạnh tìm Chu Tự Ngôn. Cho dù anh có chút lương tâm không đuổi tôi ra ngoài, nhưng mà tôi biết trong thâm tâm anh không muốn tôi ở bên cạnh như thế. Anh ghét bị người ta làm phiền không gian riêng tư của bản thân. Đến mức khi mà lớn lên, tôi không còn sợ sấm sét, phải nói là không sợ nổi nữa. Thế nhưng vẫn bị cấm tuyệt đối không được bước vào trong phòng của Chu Tự Ngôn. Như thể bên trong có điều gì đó bí mật, không muốn tiết lộ cho bất kỳ ai. Đậu Đậu nghe lời tôi nói có chút thất vọng trong chốc lát. Bàn tay bé nhỏ của cậu bé nắm chặt ống quần của Chu Tự Ngôn không chịu buông ra. Cậu bé ngước mắt nhìn Chu Tự Ngôn như muốn xác nhận xem lời tôi vừa nói có đúng không. Người đàn ông đưa tay ôm lấy Đậu Đậu. Không sao đâu, vừa hay ngày mai cậu được nghỉ. Mấy năm không gặp, tính tình của Chu Tự Ngôn quả thật ôn hòa hơn rất nhiều. Đậu Đậu tiếp tục nói, cậu ơi, ngày mai con muốn đi công viên. Chu Tự Ngôn giả vờ giận dữ. Con gọi cậu là gì chứ? Đậu Đậu ghé vào tai anh nói nhỏ điều gì đó mà tôi đứng xa quá nghe không có rõ. Chỉ thấy người đàn ông lập tức nở ra nụ cười tươi rói. Anh đưa tay véo nhẹ vào má của Đậu Đậu. Được rồi, ngày mai cậu sẽ dẫn con đi công viên. Rồi anh quay sang nhìn tôi. Ngày mai em có việc gì không?
hay là đi cùng với bọn anh luôn. Tôi vừa định từ chối, nhưng nghĩ lại thì nếu để Chu Tự Ngôn và Đậu Đậu ở bên cạnh nhau lại còn đi riêng tư, lỡ anh hỏi điều gì không nên hỏi thì tôi tiêu đời. Cho nên tôi gật đầu nói được. Sáng sớm hôm sau, Chu Tự Ngôn đã dẫn Đậu Đậu chuẩn bị xong xuôi xuống nhà chờ sẵn. Có thể thấy hai người đều rất phấn khởi cho chuyến đi này. Công viên giải trí vừa mở cửa, chúng tôi đã đến nơi. Tôi vốn sợ độ cao, những trò chơi mạo hiểm quá thì không thể nào chơi được. Vậy nên đều là Chu Tự Ngôn dẫn Đậu Đậu đi chơi. Hai người họ leo lên vòng quay khổng lồ, tìm một chỗ dâm mát, ngồi nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên có ai đó gọi tên tôi. Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Tống Châu đi cùng với một cô gái bước tới. Tuệ Tuệ, về nước rồi à? Về nước từ bao giờ? Sao không nói với tớ một tiếng thế? À, vừa về hôm qua, còn chưa kịp nói với mọi người. Tôi nhìn cô gái bên cạnh của cậu ấy, gật đầu chào hỏi. Đây là chị dâu có đúng không? Tống Châu và cô gái kia nắm chặt tay nhau, trong mắt Tống Châu lấp lánh niềm hạnh phúc. Đúng vậy, đây là vợ chưa cưới của tớ, còn đây là bạn thân từ nhỏ của tớ, Trình Tuệ. Tớ đã nghe qua về câu chuyện của bọn họ lúc ở nước ngoài. Tôi mỉm cười giơ tay chào cô gái kia. Sau đó Tống Châu lại tò mò hỏi thêm vài chuyện về cuộc sống của tôi lúc ở nước ngoài. Đang trò chuyện vui vẻ thì tự dưng nghe thấy một tiếng mẹ rõ ràng từ đằng sau vang lên. Tôi quay đầu lại, Chu Tự Ngôn đang dắt Đậu Đậu đứng đằng xa, một lớn một nhỏ đều đen mặt lại. Đậu Đậu buông tay Chu Tự Ngôn ra, chạy về phía tôi. Khi mà cậu bé lao vào trong lòng tôi, lại gọi thêm một tiếng nữa. Mẹ! Tống Châu đứng bên cạnh hoàn toàn sững sờ. Cậu ta mất lúc lâu mới có thể thốt lên tiếng hỏi. Trời đất ơi, đây là con của cậu sao, Tuệ Tuệ? Chuyện này là từ bao giờ? Cháu không phải là con mẹ cháu, thì chẳng lẽ là con của chú à? Đậu Đậu, không được vô lễ. Đây là bạn của mẹ, chú Tống Châu. Đậu Đậu bĩu môi, không chịu mở lời. Thái độ bướng bỉnh này thật sự giống hệt Chu Tự Ngôn. Ngay cả sự thù địch không rõ nguyên do dành cho Tống Châu cũng chẳng khác gì nhau. May mắn là Tống Châu không chấp nhận với lời nói của một đứa trẻ con. Cậu ấy mỉm cười cúi xuống để ngang tầm mắt với Đậu Đậu. Cháu tên là Đậu Đậu sao? Chú là bạn của mẹ cháu đấy. Cậu bé trốn sau lưng tôi, không chịu nhìn Tống Châu. Tống Châu tiếp tục hỏi. Chỉ có mẹ cháu và cháu thôi à? Ba cháu đâu? Tôi định giải thích rằng ba của Đậu Đậu đã mất rồi, thì cậu bé đột nhiên chỉ tay về phía không xa nơi Chu Tự Ngôn đang tiến đến. Ba cháu ở ngay kia kìa. Trái tim tôi khẽ thắt lại, nhìn Chu Tự Ngôn bước đến gần. Đậu Đậu kéo tay tôi và Chu Tự Ngôn lại với nhau, rồi ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy tự hào nhìn Tống Châu. Chú nhìn xem, đây là ba mẹ của cháu đó. Tống Châu dĩ nhiên biết Chu Tự Ngôn là ai. Cậu ta chỉ vào hai người chúng tôi, lắp bà lắp bắp, không nói được câu nào. Tôi đành nhỏ giọng giải thích. Trẻ con nói bậy ấy mà. Sau khi tiễn Tống Châu đi, tôi nhận ra tay mình vẫn bị Chu Tự Ngôn nắm chặt trong lòng bàn tay. Sự ấm áp lập tức lan tỏa, mang theo chút ân ái, mơ hồ, không thực tế. Tôi vội vàng rút tay về, ngồi xuống để dạy bảo con trai. Trẻ con là không được nói dối, đây là cậu của con. Cậu không thể nào làm ba của con sao? Tất nhiên là không rồi, cậu là cậu. Không phải, mẹ lừa con. Mẹ không bao giờ lừa con. Dạy dỗ con xong, tôi đứng dậy, đối diện với ánh mắt không rõ ý nghĩa của Chu Tự Ngôn, tôi nói. Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. Giọng điệu của tôi lịch sự và xa cách, đúng như những gì anh luôn luôn mong muốn. Chu Tự Ngôn cúi đầu nhìn Đậu Đậu, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau thì gật đầu đáp lại. Ừ, không sao. Chúng tôi đã chơi hết các trò chơi cơ bản của công viên giải trí mà Đậu Đậu vẫn không hề thuyên giảm sự hứng thú. Tôi nói với con trai phải biết dừng lại đúng lúc. Nếu mệt chết thì lần sau sẽ không có ai dẫn cậu bé đi chơi nữa. Đậu Đậu lập tức ngoan ngoãn đồng ý trở về nhà. Trên đường ra khỏi khu vui chơi, bất ngờ
một người trông giống sinh viên đại học chặn chúng tôi lại. Dạ, xin chào. Hôm nay khu vui chơi của chúng tôi có tổ chức hoạt động dành cho gia đình. Ba mẹ đưa con cái tham gia sẽ được tặng chú thú bông khổng lồ miễn phí. Tôi biết người đó hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi rồi, lắc đầu từ chối. Xin lỗi, chúng tôi không tiện. Đậu Đậu và Chu Tự Ngôn liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức không chịu đi nữa. Mẹ ơi, con muốn chú thú bông to kia. Nhưng mà trước đây con nói không thích thú bông cơ mà, cho rằng nó quá trẻ con còn gì. Con đã ném hết những thứ mẹ mua vào phòng để đồ rồi, sao bây giờ con lại quan tâm đến thú bông miễn phí để làm gì? Đậu Đậu bị tôi hỏi, cậu bé cảm thấy có chút hổ thẹn, bèn giơ tay yêu cầu Chu Tự Ngôn bế lên. Hai người lại nhỏ giọng thì thầm với nhau một hồi lâu. Đậu Đậu chống hông nói với tôi, nhưng con chỉ là trẻ con thôi, trẻ con thì có thể có tính cách trẻ con chứ. Câu nói ngây thơ của cậu bé làm cho cả nhân viên ở bên cạnh cũng bật cười. Nhân viên vội vàng tiếp lời, trẻ con đều thích thú bông, hoạt động của chúng tôi rất ngắn, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh chị đâu. Tôi định tiếp tục từ chối, Chu Tự Ngôn đột nhiên tiến lên, khoác tay tôi, rồi nhìn nhân viên. Vợ chồng tôi rất tiện, xin hỏi hoạt động diễn ra ở đâu? Nghe như vậy, cả người tôi sững sờ, cái gì mà vợ chồng tôi? Tại sao anh có thể gọi tôi là vợ, thuận miệng thế? Chỉ vì muốn có được con thú bông mà anh hy sinh nhiều đến thế sao? Đối diện với đôi mắt khó hiểu của tôi, Chu Tự Ngôn giải thích. Đậu Đậu có vẻ rất thích nó. Hóa ra là như vậy. Anh thực sự rất cưng chiều Đậu Đậu. Nhân viên đáp, dạ, địa điểm hoạt động ở ngay bên cạnh, tôi sẽ dẫn mọi người qua bên đó. Được rồi, chúng ta đi. Hoạt động tại chỗ đó khá đơn giản, gồm những trò chơi bà mẹ và con cái, giống như là đi ba chân. Có điều chỉ là nhìn đơn giản thôi, thế nhưng rất tốn sức. Ở nửa cuối của hoạt động, mọi thứ đều dựa vào Chu Tự Ngôn kéo tôi vượt qua. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nỗ lực đến như vậy. Trong lòng tôi chợt lóe lên một chút ảo tưởng không thực tế. Nếu Chu Tự Ngôn biết Đậu Đậu là con của anh, liệu anh có còn yêu thích thằng bé như thế nữa không? Nhưng lập tức suy nghĩ đó bị tôi dập tắt. Với tính cách thù hận của Chu Tự Ngôn, nếu không lấy mạng tôi, rồi hỏi tôi có tư cách gì để sinh con cho anh, thì anh chắc chắn không mang họ Chu. Khi tỉnh lại, hoạt động đã kết thúc rồi, đội của chúng tôi giành giải nhất. Ban tổ chức còn tổ chức buổi lễ trao giải nho nhỏ, tôi và Chu Tự Ngôn đứng bên cạnh nhau, bị gọi là vợ chồng. Cảm giác này thật không chân thực, đến nỗi Đậu Đậu gọi tôi mấy tiếng, tôi mới có phản ứng. Cậu bé kéo thú bông khổng lồ rồi đưa cho tôi. Mẹ ơi, tặng mẹ này. Tôi cảm động không nói thành lời. Hóa ra là con trai muốn giành chiến thắng để tặng thú bông cho tôi. Cậu bé biết tôi thích thú bông. Tôi cười đáp, nhưng đây là thú bông của con mà. Trên đường về, Đậu Đậu vẫn vô cùng hưng phấn. Tôi cảnh cáo, ngồi yên đi con, không được nhúc nhích. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng miệng thì không ngừng nói, con sẽ tặng thú bông này cho cậu. Cậu con không thích thú bông đâu. Trước đây anh luôn nói việc tôi ôm thỏ bông mới ngủ được là một việc quá trẻ con. Đậu Đậu bĩu môi, mẹ lừa con, trong phòng cậu toàn là thỏ bông thôi. Nghe vậy tôi hoàn toàn sững sờ. Tôi không hiểu sao trong phòng Chu Tự Ngôn lại có thỏ bông nhỉ. Tôi vừa sợ vừa hy vọng điều đó có liên quan đến tôi. Người đàn ông im lặng lái xe nãy giờ đột nhiên lên tiếng, anh chưa bao giờ ghét thỏ bông. Thì ra là anh tự thích nó, chứ không phải anh chuẩn bị cho tôi. Vậy nên trước kia anh ghét thỏ bông của tôi, vì anh không thích chuyện tôi thích cùng một thứ với anh sao? Con gấu bông khổng lồ đó cuối cùng cũng được Đậu Đậu tự mình nhận lấy. Cậu bé đặt nó lên giường, chiếm hơn nửa không gian. Thấy Đậu Đậu ôm nó ngủ ngon lành, tôi mới rón rén đóng quyển sách chuyện cổ tích, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Hôm nay thực sự mệt chết mất, phải đi tắm nước nóng thư giãn một chút. Sau khi tắm xong vừa bước ra thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ Đậu Đậu tỉnh giấc. Mở cửa ra,
Người trước mặt tôi lại là Chu Tự Ngôn, trên người anh chỉ cuốn chiếc khăn tắm. Ánh mắt tôi vô thức rơi vào cơ bụng của anh. Mấy năm không gặp, thân hình anh có vẻ càng ngày càng săn chắc. Tôi lại nhớ đến một điều cấm kỵ nào đó, cảm giác tai mình nóng bừng lên, vội vàng rời mắt đi. Anh tìm em có chuyện gì không? Chủ Tự Ngôn không nói một lời, đã bước vào trong phòng tôi, khóa cửa lại. Hai người ở chung một phòng, tự dưng tôi cảm thấy lo lắng, lại hỏi thêm một lần nữa. Anh tìm em có chuyện gì không? Người đàn ông nhíu mày. Trước đây em ít khi nào gọi anh là anh lắm. Đúng vậy, từ khi mà biết tình cảm tôi dành cho Chu Tự Ngôn không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, tôi rất phản cảm khi mà phải gọi anh là anh. Tôi thường gọi thẳng họ tên của anh là Chu Tự Ngôn. Chu Tự Ngôn từng phản đối nó một thời gian, nhưng không thể nào thắng được tôi, chỉ để lại một câu, tùy em, muốn gọi thế nào thì gọi. Khi đó tôi còn ngây ngô cho rằng có lẽ anh đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm của tôi rồi. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nghe anh nói câu cảm thấy ghê tởm kia với bạn của mình. Lúc đó tôi thực sự hoảng sợ, sợ rằng Chu Tự Ngôn sẽ ghét tôi đến mức không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Vì vậy, tôi nghĩ rằng thà gọi anh là anh còn hơn. Ít nhất vẫn có thể ngồi ăn cùng anh trên một chiếc bàn. Tôi lại bắt đầu gọi Chu Tự Ngôn là anh. Tôi nghĩ đối với Chu Tự Ngôn, sự tồn tại của tôi chẳng đáng bận tâm. Nên cho dù tôi gọi anh là cái gì, anh cũng chấp nhận hết. Tôi tự dưng nhớ đến cái đêm điên cuồng định mệnh đó. Tôi uống say mềm, lần đầu tiên buông thả cảm xúc. Không thể nào kiềm chế được, tôi đã gọi anh là Tiểu Chu. Những người phụ nữ muốn theo đuổi Chu Tự Ngôn đều có một cách gọi đặc biệt dành cho anh. Đó là lời nói ngọt ngào nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng tiếc là dường như Chu Tự Ngôn không thích cách gọi đó. Đêm đó anh đã vội vàng bịt miệng tôi lại, mắt anh đỏ rực. Tôi choàng tỉnh khỏi miền hồi ức, giả vờ bình tĩnh mà lên tiếng. Thì anh vốn là anh trai của em mà. Thực ra không nhất thiết phải như thế. Ý anh là sao chứ? Anh muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Chu ư? Những năm gần đây chú Chu có sức khỏe không tốt, đã giao toàn bộ công ty cho Chu Tự Ngôn quản lý. Anh thực sự nói một là một trong nhà họ Chu. Tôi vẫn còn đang miên man suy nghĩ. Anh tiếp tục nói. Anh đã chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà rồi. Vì vậy chúng ta không còn mối quan hệ anh em nữa. Ngay cả mối quan hệ anh em cũng không còn nữa sao? Thấy tôi ngây người, anh ngồi xuống bên mép giường của tôi, cúi đầu để che giấu đi cảm xúc trong đôi mắt của mình. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. Còn một chuyện nữa, Tống Châu sắp kết hôn rồi. Anh đến tìm tôi giữa đêm hôm khuya khoắt vì chuyện Tống Châu sắp kết hôn sao? Tôi gật đầu. Em biết mà. Nghe tôi trả lời, sắc mặt của Chu Tự Ngôn vẫn nghiêm trọng, không hề có dấu hiệu nhẹ nhõm. Anh tìm lời rất lâu rồi mới nói. Anh hiểu rằng em muốn tìm một người ba cho Đậu Đậu, nhưng Tống Châu không phù hợp đâu. Tống Châu ư? Tôi nghe mà chẳng hiểu cái gì. Tại sao anh nghĩ tôi muốn Tống Châu làm ba của Đậu Đậu? Cuối cùng thì Chu Tự Ngôn ngẩng đầu nhìn tôi, mặt anh hơi đỏ. Một tay anh nắm chặt ga giường. Em có bao giờ nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ không giống những gì em suy nghĩ hay không? Chuyện gì? Chuyện gì không giống như em nghĩ chứ? Chu Tự Ngôn tự dưng lại nóng nảy nói với tôi. Nếu như ba ruột của Đậu Đậu không phải là Tống Châu thì sao? Tôi nói ba của Đậu Đậu là Tống Châu bao giờ? Chu Tự Ngôn tiếp tục nói. Anh biết là em vẫn chưa thể quên cậu ta. Nhưng cậu ta sắp kết hôn rồi. Anh chỉ mong em đừng làm điều gì dại dột. Không vì Đậu Đậu thì cũng phải suy nghĩ. Thì cũng phải suy nghĩ vì chính bản thân em đi chứ. Cuối cùng thì tôi cũng vỡ lẽ. Tôi hiểu Chu Tự Ngôn đang nói về cái gì rồi. Tôi cũng nổi giận. Anh làm ơn, hãy tin vào nhân phẩm của em có được không? Em sẽ không bao giờ làm những chuyện giống như phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hóa ra trong lòng anh, tôi là người có thể làm ra những chuyện tồi tệ như thế.
Anh không có ý đó. Dù sao thì đây là chuyện của riêng em, không liên quan gì đến anh cả. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi, anh về phòng đi. Chu Tự Ngôn không phản đối nữa, ngay khi mà bước ra khỏi phòng, anh lại cúi đầu quay trở lại, vòng tay to lớn bất ngờ ôm lấy eo tôi. Hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ tôi, trái tim tôi đập loạn cả lên. Anh làm cái gì đấy? Tôi cố gắng đẩy anh ra. Cho anh ôm em một lát có được không? Anh xin em đấy, chỉ lần này thôi. Giọng nói của người đàn ông mang theo sự cầu xin chưa từng có. Anh không khỏe à, Chu Tự Ngôn? Ừ, rất không khỏe. Anh gật đầu mấy cái. Tôi hoảng hốt, vội vàng đưa tay lên trán anh để kiểm tra. Sau đó, giọng nói lo lắng vang lên. Anh khó chịu ở đâu? Có cần phải đến bệnh viện không? Anh nói một câu không được à, Chu Tự Ngôn? Tôi thực sự sợ anh xảy ra chuyện. Hồi nhỏ có lần anh bị sốt cao 40 độ, im lặng chịu đựng suốt 2 ngày. Nếu không phải là tôi phát hiện ra điều bất thường, thì cỏ trên mộ anh có lẽ đã cao hơn người tôi rồi. Có lúc tôi thực sự không hiểu anh rốt cuộc đang cố gắng chịu đựng chuyện gì cơ chứ. Chu Tự Ngôn, anh thật sự cảm thấy khó chịu. Có thể nói rõ anh khó chịu ở đâu không? Hay là chúng ta đến bệnh viện đi. Người đàn ông nắm tay tôi, đặt lên lồng ngực của anh, giọng nói khàn khàn. Ở đây rất khó chịu. Tôi bối rối, vội vàng rút tay về. Chu Tự Ngôn cười tự giễu. Tuệ tuệ, ở đây thực sự rất khó chịu. Anh cứ nghĩ rằng mọi thứ đang trở nên tốt đẹp. Anh cứ nghĩ rằng chúng ta có thể... Nói đến đây, giọng anh nghẹn ngào. Khó khăn lắm mới có thể nuốt được những lời còn lại vào trong. Anh nhìn tôi trong đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Nếu như anh là Tống Châu thì... Đáng tiếc, nếu như anh giống cậu ta thêm một chút thì tốt biết bao nhiêu. Anh nói gì thế, Chu Tự Ngôn? Anh là chính anh không cần phải giống bất kỳ ai cả. Nhưng không ai thích anh cả. Ai nói như vậy chứ? Em... Đối diện với đôi mắt tràn đầy mong chờ của Chu Tự Ngôn, tôi chuyển lời. Con trai em, Đậu Đậu. Đậu Đậu rất thích anh mà. Cậu bé rất thích anh làm cậu của mình. Cậu ư? Người đàn ông nghiền ngẫm ý nghĩa của từ cậu kia. Đậu Đậu cần một người ba, chứ không phải là cần một người cậu. Trái tim tôi đập loạn nhịp. Anh đã nhận ra điều gì đó rồi sao? Chu Tự Ngôn quan sát biểu cảm của tôi. Tôi ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu rồi mới lên tiếng. Anh đừng nói bậy. Ba của Đậu Đậu đã qua đời rồi. Vậy anh có thể không? Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, ngoài ra không còn nghe gì khác. Người đàn ông muốn tiến thêm một chút, đến gần tôi thêm một chút. Tôi liền hoảng hốt lùi về đằng sau, rồi bất ngờ ngã ngồi xuống giường. Anh à, em đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Anh không muốn làm anh trai của em. Anh muốn làm chồng em, làm ba của Đậu Đậu. Lần này em đã hiểu chưa, Tuệ Tuệ? Lời nói của anh thẳng thắn như vậy làm tôi bàng hoàng không thốt nên lời. Rất lâu sau tôi mới cẩn trọng lên tiếng. Anh muốn cho Đậu Đậu một gia đình trọn vẹn sao? Tôi không nghĩ với sự ghét bỏ tôi của anh mà anh sẵn sàng ở bên tôi. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là anh quá yêu thích Đậu Đậu. Thấy cậu bé không có ba, anh liền tội nghiệp, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì Đậu Đậu. Chu Tự Ngôn nghe như vậy thì nhíu mày. Thực ra anh không thích trẻ con, Tuệ Tuệ. Tôi vẫn không hiểu cái gì. Lập tức anh nâng cằm tôi lên, tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Nhưng cậu bé ấy là con của chúng ta, là con của em, nên anh thích cậu bé ấy. Em có từng nghe câu yêu ai yêu cả đường đi không? Anh yêu em, Tuệ Tuệ. Em có thể thích anh một chút được không? Nói xong câu này, nụ hôn của anh rơi xuống, gần như là phong tỏa cơ thể tôi. Tôi quên cả phản kháng, như thể cái đêm điên rồ vài năm trước đang được tái hiện một lần nữa. Lần đầu tiên Chu Tự Ngôn hôn tôi,
Tôi đã liều lĩnh đẩy ngã anh, nhưng bây giờ tôi tỉnh táo đến đáng sợ. Anh nói anh thích tôi ư? Từ bao giờ? Chẳng lẽ là khi tôi ở nước ngoài mấy năm qua, anh nhận ra không thể nào sống thiếu tôi? Trong đầu tôi hiện ra nhiều tiểu thuyết truy thê mà tôi từng đọc. Khi mà cánh tay tôi vô thức vòng qua vai của Chu Tự Ngôn, ánh mắt anh lập tức sáng lên. Có phải em bắt đầu thích anh rồi không, Tuệ Tuệ? Em chưa bao giờ không thích anh. Em rất thích anh, Tự Ngôn. Em lúc nào cũng lo sợ anh ghét em thôi. Những cảm xúc bị đè nén trong lòng tôi bấy lâu nay đã bộc phát. Từ khóc, trách anh về việc anh nói cảm thấy ghê tởm kia. Người đàn ông im lặng vài giây rồi ôm chặt tôi vào trong lòng. Lúc đó anh nói về chính mình thôi. Người có suy nghĩ lệch lạc không chỉ có một mình tôi. Chu Tự Ngôn thậm chí còn có suy nghĩ đó sớm hơn. Anh đã cố gắng kiềm chế tình cảm của mình để không đi quá giới hạn, nhưng rồi vẫn nhận lấy sự xa cách của tôi. Cho đến khi cái đêm định mệnh xảy ra, anh uống chút rượu, không thể nào kiềm chế được bản thân. Rồi anh nghe tôi gọi anh là Tiểu Chu. Ngay lập tức anh tỉnh táo. Anh nghĩ Tiểu Chu là Tống Châu. Anh nghĩ tôi nhận nhầm người, nhưng vẫn buông thả bản thân mà vượt quá giới hạn. Một khi đã rơi vào lưới tình thì thật khó để mà tỉnh táo trở lại. Chu Tự Ngôn, Tiểu Chu là anh mà. Vậy chữ Châu trong nhật ký của em cũng là anh sao? Tất nhiên rồi. Đêm dài tĩnh lặng, tôi còn rất nhiều điều muốn giải thích với Chu Tự Ngôn. May mắn lần này hai chúng tôi đều rất tỉnh táo. Khi mà tình cảm dâng cao, cuối cùng tôi nói, Đậu Đậu cũng là con của anh, Tự Ngôn. Người đàn ông đột nhiên dừng tất cả hành động, chống tay lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi chợt cảm thấy bất an. Chẳng lẽ anh không thích điều đó? Ngày giây tiếp theo, anh hôn lên trán tôi. Anh biết, anh luôn biết Đậu Đậu là con của chúng ta. Ngày em sinh con, anh đã có mặt ở đó. Anh xin lỗi, nhưng mà anh không tìm được thân phận phù hợp để xuất hiện trước mặt em và con. Cho nên xuất hiện xong anh đã bỏ đi ngay. Anh sợ em sẽ ghét. Anh sợ em sẽ ghét anh. Vì vậy khi gặp nhau lần đầu tiên, anh đã nói với Đậu Đậu, mỗi người hãy gọi theo cách của mình. Mẹ con gọi cậu là anh, còn con gọi cậu là ba. Em không ghét anh, em thích anh mà, Tự Ngôn. Những lời tình cảm hơn đều bị anh hôn lấy. Đôi mắt của người đàn ông nhuốm đầy dục vọng, mười ngón tay đan chặt nhau. Ngày giây sau, ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Con ngủ chưa, Tuệ Tuệ? Là giọng nói của mẹ tôi. Tôi giật mình sợ hãi, vội vàng đẩy Chu Tự Ngôn vào tủ quần áo. Thu dọn tất cả mọi thứ lộn xộn, tôi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài mở cửa bước ra. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ cần con giúp gì à? Mẹ tôi bước chân vào phòng, nói vài câu chuyện lặt vặt với tôi, rồi sau đó vào vấn đề chính. Tuệ Tuệ, con trai chú Lý năm nay vừa tốt nghiệp thạc sĩ. Cậu ấy bằng tuổi con, ngày mai con có rảnh đi gặp mặt cậu ấy một lần không? Ôi trời ơi, mẹ, chẳng phải là con đã nói rồi sao? Mọi chuyện cứ để con tự quyết định là được. Chỉ gặp mặt thôi mà, làm quen thêm một người bạn cũng tốt. Tôi không thể nào từ chối, đành đồng ý. Sau khi mẹ rời đi, tôi lập tức khóa trái cửa. Chu Tự Ngôn từ đằng sau ôm lấy tôi. Ngày mai em sẽ gặp ai à? Tôi biết chắc chắn anh nghe thấy câu chuyện giữa tôi và mẹ rồi. Tôi lúng túng giải thích. Em làm như vậy để đối phó với mẹ thôi. Mối quan hệ của chúng ta dù sao... Tôi không biết thẳng thắn nói với ba mẹ như thế nào đây. Anh rất hiểu nỗi lo của em. Em cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ giải quyết mọi chuyện, Tuệ Tuệ. Ngày hôm sau, tôi đến quán cà phê đúng hẹn, gặp người đàn ông mà mẹ tôi giới thiệu. Tôi thẳng thắn nói với anh ta rằng chúng tôi không hợp nhau. May mà người trẻ thường bị ép phải đi xem mắt, anh ta cũng hiểu ý tôi ngay. Cả hai người đưa ra những lý do không phù hợp để về nhà báo cáo cho ba mẹ mình. Sau khi người đàn ông kia rời đi, tôi bỗng nghe thấy tiếng ho quen thuộc ở đằng sau. Tôi quay đầu nhìn,
nhìn thấy Chu Tự Ngôn đang ngồi bàn sau cùng với Đậu Đậu, một lớn một nhỏ nhìn tôi chằm chằm. Anh theo dõi em đấy à, Tự Ngôn? Đã nói là cứ yên tâm ở nhà đi mà. Người đàn ông bĩu môi theo tôi ra khỏi quán cà phê. Là Đậu Đậu muốn đến đây thôi. Con còn nhỏ, tại sao anh cứ bắt con chịu trách nhiệm thay anh thế? Đậu Đậu nhìn tôi rồi nhìn Chu Tự Ngôn. Mẹ và cậu cãi nhau rồi à? Chu Tự Ngôn sửa lời của con. Là ba chứ. Ba và cậu cãi nhau à? Tôi phỉ cười thành tiếng. Chu Tự Ngôn giải thích. Đậu Đậu, nhiệm vụ ẩn của chúng ta đã kết thúc rồi. Sau này ở trước mặt mẹ con có thể gọi ba là ba. Hiếm khi nào tôi thấy Chu Tự Ngôn cười vui như thế. Ngay khi bước vào cửa nhà, anh đã thua hết mọi cảm xúc. Vẫn là phải đối diện với mẹ tôi và mọi người cái đã. Vẫn phải giả vờ như không quen biết. Tôi thực sự lo sợ khi mà thẳng thắn nói ra mối quan hệ của chúng tôi, làm cho mọi người trong nhà tức giận. Chu Tự Ngôn có thể nhìn rõ nỗi lo trong lòng tôi. Anh nắm tay tôi thật chặt, trao cho tôi ánh mắt đầy an ủi. Khi đang ăn cơm, mẹ tôi nghe nói buổi xem mắt không thuận lợi, nhưng bà không muốn từ bỏ. Bà tuyên bố rằng ngày mai sẽ tiếp tục giới thiệu cho tôi một người đàn ông nữa. Đậu Đậu và Chu Tự Ngôn, một lớn một nhỏ, đồng thời bị sặc cơm. Mẹ tôi nhân cơ hội lên tiếng. Đậu Đậu, con muốn có một người ba thế nào? Con muốn có một người ba giống như cậu. Tôi suýt nữa thì sặc chết mắt. Chu Tự Ngôn ở bên cạnh theo phản xạ giúp tôi vỗ lưng, hoàn toàn không nhận ra hành động thân mật có gì đó bất ổn. Mãi đến khi mà chú Chu lên tiếng. Không nói chuyện này trên bàn ăn nữa, tập trung ăn cơm đi. Nào Đậu Đậu, ăn miếng thịt thơm ngon này đi. Trong lòng tôi cảm thấy bất an. Sau khi ăn xong, chú Chu chỉ tay về phía Chu Tự Ngôn. Con vào phòng sách một chuyến nha. Đậu Đậu nhỏ giọng lên tiếng. Mẹ ơi, ông ngoại gọi ba làm gì thế? Ông ngoại trông có vẻ hơi hung dữ. Không sao đâu con à. 3 phút sau, chú Chu lại gọi tôi vào trong phòng sách. Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy Chu Tự Ngôn đang quỳ dưới mặt đất. Dáng người anh vẫn thẳng tắp. Tuệ Tuệ, con đừng sợ. Con nói với chú, có phải thằng nhóc Chu Tự Ngôn đã bắt nạt con đúng không? Dạ không phải đâu chú Chu. Chu Tự Ngôn không bắt nạt con mà. Chu Tự Ngôn bất thình lình lên tiếng. Ba, con và Tuệ Tuệ thực sự yêu nhau. Im miệng đi. Ai mà biết có phải là con đang đe dọa Tuệ Tuệ không? Việc này chú chỉ nghe Tuệ Tuệ nói. Con cứ yên tâm mà nói đi. Dạ chú Chu, thực ra con và Tự Ngôn đều yêu nhau, không có chuyện anh ấy đe dọa con. Nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi phán quyết cuối cùng của chú Chu. Có thể là tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc thậm tệ hơn nữa. Chú Chu ngồi tựa vào ghế, im lặng lúc lâu, cuối cùng mới nói. Chuyện của bọn trẻ, người già như chú không nên can thiệp. Nhưng mà các con đã nghĩ đến cảm xúc của Đậu Đậu chưa? Ba, Đậu Đậu chính là con của con. Chú Chu nghe như vậy, đầu tiên là ngỡ ngàng. Sau đó khi mà hiểu ra mọi chuyện, ông không thể nào kiềm chế cơn tức giận, cầm cốc trà nóng trên bàn ném về phía con trai. Đồ súc sinh, ba biết ngay là con không có ý tốt. Trước đây chỉ khi mà Tuệ Tuệ về nghỉ hè, con mới chịu về nhà ở. Con nghĩ ba không biết những thứ trong phòng con là gì sao? Ba, con yêu Tuệ Tuệ và em ấy cũng yêu con. Tại sao chúng con lại không thể nào ở bên nhau chứ? Ai nói là các con không thể nào ở bên nhau? Nghe chú Chu nói như vậy, tôi và Chu Tự Ngôn nhìn nhau. Anh lập tức đứng dậy, nắm chặt tay tôi. Ba, vậy là ba đồng ý chuyện của chúng con rồi sao? Vậy nếu ba không đồng ý, một đứa con cứng đầu như con, liệu rằng có bỏ cuộc không đây? Là người sinh ra Chu Tự Ngôn, chú Chu rất hiểu tính cách của con trai mình. Thế còn mẹ con thì sao ạ? Chú Chu thở dài. Bà sẽ từ từ giải thích rõ ràng với bà ấy. Mẹ tôi sau khi mà biết mọi chuyện
cũng chỉ nói chuyện của người trẻ tốt nhất để người trẻ tự lo. Chủ Tự Ngôn nói, anh nợ tôi một đám cưới, nhưng mà tôi không thích những đám cưới truyền thống phải chịu sự chú ý của khách mời, cho nên chúng tôi chọn kết hôn du lịch. Bên bờ biển, chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Chu Tự Ngôn quay sang định hôn tôi thì bị tiếng gọi của Đậu Đậu làm cho gián đoạn. Ba ơi, ba nhìn xem, con bắt được con cua rất to này. Chu Tự Ngôn nghiến răng nhưng vẫn mỉm cười thật tươi. Tuyệt vời lắm, để dì Trần dẫn con đi chơi chỗ khác nha, Đậu Đậu. Khi Đậu Đậu đã được dẫn đi, cuối cùng thì không còn ai làm phiền chúng tôi nữa. Chu Tự Ngôn quay sang nhìn tôi. Cũng đến lúc cho Đậu Đậu đi học mẫu giáo rồi. Ánh mắt của anh tràn đầy tình cảm. Ngay sau đó tôi đẩy anh ra, không cho anh tiến đến gần môi tôi. Vậy để em hỏi xem Đậu Đậu muốn đi học ở đâu. Em đúng là cố tình có đúng không? Tại sao em lại hắt hủi anh cơ chứ? Tôi chạy đi. Chu Tự Ngôn bước nhanh hơn tôi vài bước, đuổi kịp tôi. Anh nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay mình. Lần này thì chúng tôi sẽ không bao giờ buông tay nhau ra nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện ngắn vừa rồi. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của bộ truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của bộ truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.